Tôi xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì buổi tối là ngày 29 tháng 10, mình cũng đang có mặt trước nhà của chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin liên quan đến chị buôn bán của chị Hồng Loan. Và kênh đang nhận thấy là có rất là nhiều khách hàng đang vào bên trong nhà của chị Hồng Loan để mua đồ. Và bên cạnh bàn thờ của cậu Năm thì cũng có khách đến mua hàng rồi sẵn là vô bên trong để thắp hương luôn cả nhà. Mình thấy là mấy anh chị đang chụp hình lưu niệm tại cái tượng của cố nghệ sĩ. Đó, nhìn rất là cảm động đó cả nhà ha. Chị Loan thì buổi sáng thì lên trên mộ, buổi chiều thì về nhà và chắc cũng đang nghỉ ngơi cả nhà nên cũng không thấy chị Loan từ chiều đến giờ. Để gặp chị Loan thì mình có chỉ chị Loan một số nếu gặp chị Loan thì mình sẽ nói chị Loan về chuyện mà nãy giờ mình có đăng clip đó cả nhà, về chuyện chú gấu bông sắp rơi, để xem coi có gặp được chị Loan hay không đó cả nhà ha. À, thấy chị Loan rồi kìa, chị Loan nhà cả nhà ơi, chị Loan ở trong kìa. Mặc dù là ngày cuối tuần cả nhà nên cuối tuần mà chị Loan cũng không có đi chơi hay gì hết, cũng ở nhà để buôn bán á. Bây giờ mình cứ cập nhật ở xa đi cả nhà ha, khi nào mà có khách xin phép được quay thì mình quay cận cảnh để có cho cả nhà xem về khách, còn không thì cứ cập nhật ở xa đi để cập nhật tin tức mới nhất, diễn biến mới nhất về câu chuyện buôn bán của chị Hồng Loan thấy cả nhà. Và bên cạnh đó cũng không kèm phần là phải dòm ngó xung quanh cái nhà của chị coi có gì bất thường hay không. Nó thì cũng gửi đến cho chị Hồng Loan để biết luôn. Nói chung là đề phòng tốt nhất cả nhà ha. Tại vì những gì diễn ra từ tháng 3 lúc cậu mắc tới bây giờ thì nó có nhiều cái sự kiện đặc biệt. Nên chúng ta cứ đề phòng là tốt nhất thôi cả nhà nha. Đó, bây giờ khách cũng đang bên trong để thử đồ ăn vặt của chị Hồng Loan nha. Hôm qua chị Hồng Loan cũng gửi tặng cho anh em một số món đồ như là táo tàu của nhà hàng, nhìn rất ăn rất là ngon nha. Mình về ăn rất là ngon luôn. Thì đối tác của chị Loan cũng đến đây để chào hàng, rồi lâu cũng gửi tặng cho anh em YouTuber quay đây những món đồ ăn vặt. Nói chung là họ nhìn thấy anh em ở đây cũng gọi là cực khổ đi, họ gửi cho một món đồ. Nói chung là cũng cảm kích những cái tình cảm của những đối tác của chị Hồng Loan đã gửi tình cảm dành cho chị, dành cho anh em. Nó hồi chiều thì có hai cô đến từ Kiên Giang lên đây vừa thăm người quen và cũng sẵn dịp đó qua đây mua đồ xong rồi gửi đồ về Mỹ luôn cả nhà. Hai cô nhìn cũng lịch sự nha, mua đồ rất là nhiều. Nó đi mua bốn bọc đồ luôn rồi để vào trong cái phía sau của xe cả nhà. Đó. Rồi xong rồi cô nói là mua đồ này để gửi làm quà để tặng cho những người quen, người thân bên Mỹ. Ôi, hơn nửa vòng trái đất cả nhà ha, nhưng mà họ cũng nhìn tình cảm với nhau để gửi tặng những món quà và trao nhau những yêu thương thông qua những cái việc tặng quà với nhau cả nhà ha. À, hôm nay chị Loan lên mộ đó thì một số khán giả có thắc mắc là hỏi tại sao chị có bé Tin và bé Ken đi cùng với mẹ và đi cùng với chồng là anh Hải mà không thấy là bé Bun. Thì mình cũng nghĩ là bé Bun chắc là ở nhà đó nha, thì bé Bun ở nhà thôi, không có vấn đề gì hết nên cả nhà cũng yên tâm nha. Chứ thứ hai là hôm nay là theo lịch âm ở nhà là rơi vào ngày 15 âm lịch, nên một số quan niệm về tâm linh á là con nít ít ra đường các nhà và đến những cái nơi mà có âm khí không tốt á, nên ví dụ như buổi chiều thì đi học phải đón con về sớm nè, còn nếu mà tránh những cái nơi âm khí không được tốt á nha, thì đó là lý do mà mình nghĩ là tại sao mà bé Bun không được đi cùng với mẹ trong cái ngày 15
15 này lên để thăm viếng mộ ông ngoại hay cả nhà ha. Đó là lý do mình nói ra cái nhà để cái nhà có những thông tin về bé Bun. Chứ mà bé Bun thì ở nhà vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mặc dù là bé không xuất hiện trước cửa nhưng mà mình nghĩ là không có vấn đề gì nha cả nhà. Thì bây giờ khách mua hàng xong đi ra cả nhà. Mình đi qua đây mình quay cận cảnh cả nhà xem tí nha. Chị ơi, mình đâu đến nha chị? Chị ủng mời. Cũng gần đây hả chị? Dạ, hai chị yêu mến chị Loan đến đây mua hàng ủng hộ quá trời luôn. Cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Cảm ơn chị nha. Đó, thì vẫn còn khách ở phía bên trong nữa mọi người. Mới mua hàng xong kia về cái nhà ha. Dạ, rồi quý ông ha, tối nay là cô được cho ra xem nữa rồi đó. Cho chú rồi cho anh phù hộ cho Loan cắt. Dạ. Cô cha lên chở. Sư cũng đã công nhận là cô Loan là con ruột của cô Năm rồi. Mọi người ơi, cho xe vô kìa mọi người. Mọi anh em đi bia nghe mà để cho xe giúp cô đi. Mưa hả? Mua đồ này gửi qua Mỹ. Cảm ơn cô. Ủa cô mua đồ này gửi gì nó quả con? Rất là cảm ơn những cô chú anh chị cùng đến Sài Gòn. Sau khi cô ghé vào mua sau khi tôi mua sau mua là mua cà rốt Mỹ quá trời luôn. Cô còn nói thêm là lúc nào cũng ủng hộ chị Hồng Loan và tin tưởng rằng là chị Hồng Loan sẽ chiến thắng nha mọi người. Tôi nói rằng là rất là cảm ơn những tình thương của tất cả mọi người gần xa đã đến mua hàng ủng hộ cho Loan, cũng như là gửi những cái lời động viên tinh thần. Thì chiều hôm nay thì Hồng Loan cũng đang ở phía bên trong chốt đơn cho khách cùng với lại Thành Mỹ. Thì
sáng nay thì Hồng Loan cũng đến mộ thắp hương cho ba đó, thì cũng đã đăng tải lên những cái hình ảnh rất là đẹp. Mọi người thấy là hai ngày nay thì liên tục mọi người những cái tin vui từ anh Nguyên Vũ, rồi nói chung ra trong câu chuyện này thời điểm hiện tại bây giờ thì Hồng Loan cùng với là Thành Mỹ bùm bùm đón nhận rất là nhiều những cái tin vui luôn. Thì còn có mấy ngày nữa là sẽ tới tỷ tháng bé Biêu, con của bùm bùm nha mọi người.